Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Vũ Thị Lương Mai, đoàn thành phố Hà Nội phát biểu. Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định nhiều kế hoạch quan trọng, bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia. Và tôi xin đề cập tổng thể đến các vấn đề liên quan đến các kế hoạch này. Vấn đề thứ nhất đó là về mối quan hệ giữa các kế hoạch trung hạn với phát triển bền vững. Có lẽ tất cả chúng ta đều chưa quên, cũng chính tại hội trường này, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 đã thảo luận sôi động về hậu quả của thiên tai, bão lũ. Chúng ta cũng chưa quên những mất mát không tính được bằng tiền, đó là thiệt hại về tính mạng, về những ảnh hưởng tới môi trường mà hàng trăm năm sau cũng chưa dễ gì khắc phục. Và tại kỳ họp này thì Chính phủ trong báo cáo số 231 cũng vẫn trình ra những kế hoạch, những ngành kinh tế quan trọng, trong đó có những ngành như là thủy điện, khai khoáng, vật liệu xây dựng, đó là điều hoàn toàn đúng đắn. Và cũng tại kế hoạch đầu tư công trung hạn thì chúng ta tới đây sẽ có 4.479 dự án. Tuy nhiên, tất cả những kế hoạch chương trình này ở các mức độ khác nhau đều có tác động ít nhiều đến môi trường. Và để giảm thiểu tất cả những tác động tiêu cực thì tôi cũng xin phép kiến nghị hai vấn đề. Thứ nhất, đó là mong Chính phủ chỉ đạo tất cả các bộ ngành, địa phương rà soát, đánh giá tất cả những tác động môi trường và đề cao tính thực chất của báo cáo đánh giá tác động môi trường, tránh hời hợt hình thức. Thứ hai là cần có cơ chế xác định trách nhiệm cụ thể, nhất là trong trường hợp để xảy ra thiệt hại, tuyệt đối không đổ lỗi cho thiên nhiên. Vấn đề thứ hai tôi xin được đề cập đó là liên quan đến chính sách huy động nguồn lực của mọi thành phần kinh tế cho phát triển đất nước. Đây là chính sách hoàn toàn đúng đắn và đã được thể hiện ở nhiều nghị quyết của Đảng. Và tại kỳ họp này thì trong tất cả các kế hoạch trung hạn thì chủ trương đó một lần nữa được khẳng định. Tuy nhiên, chúng ta cũng đều biết từ kế hoạch đến cuộc sống là cả một chặng đường gian nan. Và nếu như không có những phương án huy động cụ thể, không có những giải pháp mang tính đột phá thì luật PPP sẽ khó có thể đi vào cuộc sống. Và tôi cũng xin kiến nghị hai vấn đề. Thứ nhất, đó là cần đánh giá tính hợp lý của mục tiêu huy động. Nếu như nhìn vào tất cả các kế hoạch trung hạn thì cho thấy mục tiêu huy động là rất lớn. Theo báo cáo số 19 của Chính phủ thì tới đây dự kiến vốn tổng mức đầu tư vốn ngoài ngân sách rơi vào khoảng 14 triệu tỷ. Chỉ tính riêng đề án cao tốc đường bộ 3.811 km đường bộ thì tổng nguồn lực ngoài ngân sách rơi vào khoảng 69.000 tỷ. Đây là những con số rất lớn. Và tôi nghĩ rằng trong bối cảnh đại dịch Covid thì cần đánh giá hết sức chặt chẽ để đưa ra một mục tiêu huy động hợp lý, phù hợp với bối cảnh tình hình. Thứ hai là về giải pháp. Mặc dù mức kỳ vọng là rất lớn, nhưng nếu nhìn vào các kế hoạch trung hạn thì chúng ta thấy thiếu vắng những giải pháp mang tính đột phá. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng cần rà soát để đưa ra những giải pháp mang tính thuyết phục hơn, đặc biệt trong giai đoạn trước khi chúng ta đã chưa thành công đối với việc huy động PPP cho 8 dự án cao tốc Bắc Nam. Thì lần này, theo logic bắt buộc, đó là nếu muốn thực hiện thành công thì phải có những bước đi mới, những giải pháp mới. Vấn đề thứ ba tôi xin được đề cập, đó là liên quan đến các gói hỗ trợ trong đại dịch Covid. Thứ nhất là đối với gói 62.000 tỷ, chúng ta thực hiện chưa kịp thời. Và kết quả là chúng ta chỉ thực hiện được 36.000 tỷ, tương đương 36% tổng mức dự kiến. Và rút kinh nghiệm, ở gói cứu trợ này thì gói thứ hai là 26.000 tỷ được xây dựng trên tinh thần hết sức thông thoáng. Và tôi nghĩ đổi mới là điều hết sức trân trọng. Nhưng nếu không thận trọng thì chúng ta sẽ chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Và tôi muốn nói rằng khẩn trương là cần thiết, nhưng nhất định phải đúng đối tượng, không phô trương, không hình thức. Vấn đề tiếp theo là việc áp dụng cơ chế hậu kiểm đối với gói cứu trợ. Tôi nghĩ rằng cần cân nhắc việc áp dụng cơ chế hậu kiểm. Bởi vì hiện nay trên thực tế thì đối với một số lĩnh vực như thuế, hải quan thì chúng ta áp dụng cơ chế hậu kiểm. Và trong trường hợp kê khai không đúng thì sẽ truy thu, xuất toán. Nhưng đối với gói cứu trợ thì hoàn toàn khác. Và chúng ta cân nhắc tính hợp lý. Bởi vì khi kê khai thì người dân chỉ biết nộp hồ sơ. Và việc xác nhận tính đúng đắn đó là trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan công quyền trong thi hành công vụ. Và khi đã xuất tiền cho người dân thì mặc nhiên là công nhận tính đúng đắn. Mặt khác thì chính sách hỗ trợ là thể hiện tính nhân văn cao cả, là hình ảnh của Chính phủ đưa bàn tay để cùng người dân đi qua khó khăn,
Do vậy, việc hành xử cũng cần hết sức nhân văn. Vấn đề thứ tư là liên quan đến dự thảo nghị quyết về các biện pháp phòng chống COVID mà Chính phủ trình Quốc hội chiều ngày hôm qua. Và trong bối cảnh đặc biệt thì tôi nghĩ là những nội dung Chính phủ trình là đúng đắn. Mặc dù có những điểm chưa phù hợp với luật ngân sách, luật dự trữ quốc gia như là về thẩm quyền, điều chỉnh dự toán, về chuyển nguồn, về mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên, rất cần có những biện pháp để đảm bảo tính linh hoạt. Tuy nhiên thì cũng có 3 điểm tôi nghĩ rằng cần phải xác định rất cụ thể. Thứ nhất, đó là phạm vi điều chỉnh chỉ áp dụng đối với các biện pháp phòng chống COVID. Cái thứ hai, đó là về thời hạn, cần khống chế thời hạn nhất định. Thứ ba là cần xác định cụ thể trách nhiệm, đặc biệt là có biện pháp để không lợi dụng chính sách, trục lợi và gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Cuối cùng thì tôi cũng muốn nói rằng mọi kế hoạch dù có hay đến đâu, có hoàn hảo đến đâu, thì điều quan trọng vẫn phải là khâu tổ chức thực hiện và yếu tố con người. Chúng ta thực sự rất cần những con người có phẩm chất, có năng lực, trí tuệ để vận hành bộ máy. Và đó là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thực hiện thành công tất cả những kế hoạch. Và khi chúng ta ngồi đây để thảo luận về định hướng, về kế hoạch, thì ngoài kia cuộc sống với dịch bệnh vẫn diễn ra vô cùng phức tạp. Và người dân thì vẫn đang chờ đợi để vaccine sớm đến với toàn dân, chờ đợi để những ngày tháng khó khăn sẽ đi qua. Và người dân cũng hy vọng với bản lĩnh, với trí tuệ thì Chính phủ sẽ thực hiện thành công tất cả những nghị quyết, những kế hoạch. Và chúng tôi thì cũng tin rằng Chính phủ sẽ làm được điều đó. Xin chân thành cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Hiện nay trong danh sách thì đoàn thành phố Hà Nội có 6 đại biểu đăng ký. Vì là đoàn lớn cho nên chúng tôi đề nghị là sẽ bố trí buổi sáng nay 3 đại biểu phát biểu để cho thứ tự cho các đoàn khác cùng phát biểu. Tiếp theo chương trình, tôi xin mời đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang phát biểu và đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Ba rồi, tức là 4. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội. Được phát biểu trước tiên, cho phép tôi được trân trọng chuyển những tình cảm, sự biết ơn sâu sắc của cử tri nhân dân Bắc Giang đối với sự giúp đỡ, chia sẻ vô cùng to lớn, quý báu của nhân dân cả nước, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương, các chiến sĩ ngành y, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã giúp Bắc Giang vượt qua làn sóng dịch bệnh trở về trạng thái bình thường mới vừa qua. Đồng thời cũng chia sẻ tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tương trợ của Bắc Giang đối với các địa phương đang gồng mình chống chọi với đại dịch trong những ngày hôm nay. Tôi cũng xin bày tỏ sự nhất trí cao đối với đề xuất của Chính phủ đưa vào nghị quyết kỳ họp lần này những nội dung quy định vượt khuôn khổ để tạo điều kiện cho Chính phủ chủ động, linh hoạt, tăng cường các nguồn lực ứng phó kịp thời, hiệu quả, chống chọi dịch bệnh. Đây có thể coi như một thượng phương bảo kiếm mà Quốc hội tin tưởng trao cho vị tướng ra trận. Với sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tôi tin tưởng đất nước ta sẽ sớm chiến thắng trong cuộc chiến cam go này.